Hello các anh em, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là anh em mình sẽ bye bye năm 2021 với rất là nhiều những biến động, với rất là nhiều những cảm xúc. Ví dụ như là bị cách ly 21 ngày trong vùng đỏ như mình chẳng hạn, rất là tuyệt vời, rất là hãnh diện đó. Và trong video của mình ngày hôm nay, anh em mình sẽ cùng nhìn lại top một số những chai nước hoa đạt doanh thu tốt nhất trong năm 2021. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhá. Ok, lên đường. Trước khi mình cập nhật top một số những chai nước hoa đạt doanh thu tốt nhất trong năm 2021 thì có hai điểm mình cần phải chia sẻ đến các anh em. Điều đầu tiên đó là không có một cái bảng xếp hạng chính thức nào là chai này bán được bao nhiêu, mà ở đây mình dựa theo những số liệu của những nhà bán lẻ online hoặc là những chuỗi mỹ phẩm lớn nhất trên thế giới, ví dụ như là Sephora này, Ulta, Walmart hoặc là Amazon. Đó, đấy là đều là những gọi là sừng sỏ bán hàng trên thế giới. Thì mình nghĩ rằng những cái số liệu này nó cũng thể phản ánh được tầm từ khoảng 90% đó. Và cái thứ hai thì có một số những sản phẩm mình không list ra, ví dụ như ở đây như Blur là Chanel, Dior Sauvage, Versace, Eros. Đấy đều là những cái sản phẩm mà mình tin rằng quanh năm suốt tháng nó luôn luôn đạt doanh thu rất là tốt. Do vậy là mình nghĩ rằng mình không cần phải nói lại với các anh em. Mà trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em một số những sản phẩm mà có thể là các anh em sẽ bất ngờ khi mà nó nằm trong những cái chai nước hoa đạt doanh thu tốt đó. Còn bây giờ anh em mình hãy tìm đến chai nước hoa đầu tiên, đó là chai nào nhé. Ok, chai nước hoa đầu tiên đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Nautica, đó là Nautica Voyage và Nautica Voyage Midnight. Với sản phẩm của em này thì nó luôn luôn được coi là một trong những chai nước hoa mùa hè ngon nhất, giá rẻ và chất lượng thì rất là ok, đặc biệt thích hợp sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam đó. Nhưng mình vẫn nói mình nhân luôn luôn nhận được những lời khen ngợi khi sử dụng chai nước hoa này vào mùa hè ở miền Bắc đó. Còn thì trong Nam thì nói thật là mình cũng không rõ nào, nhưng vào mùa hè miền Bắc trong thời tiết 40 độ thì mình xịt em này thì luôn luôn nhận được những lời khen ngợi. Còn Nautica Voyage Midnight thì đây là một sản phẩm vừa được ra mắt vào năm 2020 và nói thật là mình cũng chưa được ngửi em nó là như thế nào, nhưng theo những số liệu trên trang Amazon hiện tại thì nó xếp thứ vị trí số 1 trong best đó, top những chai nước hoa bán chạy trên trang Amazon thì Nautica Voyage Midnight xếp ở vị trí số 1. Thì phải nói rằng doanh thu và cái chất lượng mùi hương của nó mình nghĩ rằng là cũng được đánh giá rất là cao. Do vậy ở vị trí đầu tiên đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Nautica, đều là những chai nước hoa mùa hè đó. Chai nước hoa thứ hai đó là YSL YEDP. Không có cái gì ngạc nhiên, chai nước hoa này khi nó được xếp vào best selling với một cái mùi hương rất hợp cho các anh em tuổi teen này, đa dụng, năng động, nói chung là xài được vào mọi dịp đó. Các anh em trẻ trung, thanh niên xài chai nước hoa này thì đúng là chỉ cần một chai nước hoa này vào trong các dịp là ok. Cho nên là mình nghĩ rằng nó bán chạy nhất trong năm 2021 thì cũng là một điều hết sức là bình thường đó, ở vị trí số 2. Ở vị trí số 3 đó là sản phẩm có tên New York Coach. Đây là một mùi hương có nét tương đồng với Dior Sauvage, nhưng nó nhẹ nhàng hơn, nó không mạnh bạo, nó không bùng lên dữ dội như sản phẩm của nhà Dior. Mình cá nhân mình thì mình khá thích mùi hương này, mặc dù điểm trừ của nó là cái hiệu năng mùi có vẻ là hơi kém. Ít nhất là trên da mình thì mình cảm thấy là nó hơi kém. Còn lại về mùi hương so với Dior thì thậm chí đôi lúc mình còn cảm thấy thích hơn nó so với mùi hương của Sauvage. Nhưng mà dù sao, New York Coach, chai nước hoa bán chạy nhất trong năm 2021, đó là những cái thông tin mình muốn cập nhật đến cho các anh em. Ở vị trí thứ tư đó là Dior Homer 2020. Ở trên trang Sephora xếp sản phẩm này là best selling, mặc dù không được thị trường Việt Nam anh em mình quá là ưa chuộng, chúng ta vẫn thích những phiên bản cũ hơn. Nhưng mà như mình vẫn nói trong cái video review riêng, mình vẫn thích chai nước hoa này, mặc dù không phải là quá thích, nhưng mình thích chai nước hoa này với một cái tông mùi hơi phấn một chút, cộng thêm một chút cỏ hương bài, rất là sang trọng, rất là lịch sự, bám thì nhẹ nhẹ lên trên da mà thôi. Nó thuộc dạng kiểu như skin scent ấy. Như thế thì xài văn phòng hoặc là bất kỳ một cái dịp nào mà trong không gian hẹp, mình thấy rằng Dior Homme 2020 rất là ok. Mặc dù vậy thì mùi hương nói chung là hơi bị thiếu những cái điểm nhấn,
Có lẽ bởi vì như thế cho nên là các anh em ở Việt Nam chúng ta không quá là chuộng với sản phẩm này. Nhưng mà dù sao, trong những trang nước hoa bán chạy nhất thì Dior Homme 2020 là cái tên tiếp theo mình muốn nói đến ở đây. Trang nước hoa thứ 5 đó là Bitter and Robed Spice Bomb. Đây là một mùi hương có nét tương đồng với Bulgarian Man in Black, nhưng mà nó cay nồng hơn, nó không đậm đà bằng sản phẩm của nhà Bulgari, với một cái tông mùi đầy là trẻ trung, năng động, nói chung là đầy năng lượng khi mà chúng ta xịt mùi hương của trang nước hoa này với tiêu, với thuốc lá. Nói chung là một combo những cái gia vị cay nồng nhưng mà rất là mềm mại, không phải là quá là gắt gao, không phải quá là dữ dội mà rất là mềm mại vừa vặn đó. Thì ví dụ như anh em nào mà có cái kiểu style năng động ấy, quá thì trẻ trung năng động thì xịt Spice Bomb thì rất là thích hợp đó. Mặc dù vậy thì mình không hiểu tại sao, nhưng nói chung ở Việt Nam mình thì đến bây giờ thì trang nước hoa này khá là hiếm để có thể sở hữu được, nhưng mà không sao, ta có thể đặt mua mà, không thành vấn đề đó. Thì như trang thứ 5 thì vậy, Victor and Robed Spice Bomb. Trang nước hoa thứ 6 và thứ 7 thì mình không có sản phẩm ở đây cho nên là mình sẽ để hình ảnh thay thế. Ở vị trí thứ 6 đó là sản phẩm của nhà Maison Margiela và nó có tên By the Fireplace đó. Một mùi gỗ với tông hạt dẻ nướng đó, rất mình nhớ là trong các video, một cái video riêng thì các anh em đều có comment là chai nước hoa này xài trong cái kiểu tông mùa đông lạnh ấy, xịt cảm thấy rất là phê với cái mùi gỗ cháy đó quyện cùng với cái không khí lạnh của mùa đông thì ngửi rất là, nói chung là nó giống như kiểu một cái combo ấy. Gỗ cháy nướng này, gỗ cháy này, ngọt ngọt một chút cộng thêm cái gió lạnh của mùa đông, hai cái nó kết hợp cùng thì tạo nên một cái trải nghiệm rất là thú vị cho anh em nào xịt mùi hương của chai nước hoa này. Và cái nữa là nó được bán rất là chạy trong năm 2021. Đấy là cái điểm các anh em cần lưu ý đó. Còn chai nước hoa thứ 7 đó là sản phẩm của nữ ca sĩ Ariana Grande và nó có tên là Cloud. Đây là một phiên bản clone của chai nước hoa Baccarat Rouge 540. Và trên trang Amazon hiện tại thì đang xếp nó là dạng như kiểu Amazon Choice, có nghĩa là một cái hạng mục mà được nhiều người đánh giá rất là tốt này, hài lòng với mức độ mùi hương, một dạng kiểu như thế. Thì chúng ta có thể thấy rằng mặc dù là một phiên bản clone thôi, nhưng có thể là về mùi hương hoặc là về hiệu năng hoặc là một cái gì đấy nó được mọi người đánh giá rất là cao. Do vậy, chai nước hoa thứ 7 mình muốn nói đến đây đó là Ariana Grande Cloud đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em top những chai nước hoa đạt doanh thu tốt nhất trong năm 2021. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.